Rồi, chào các con. Thì trò chúng ta tiếp tục chủ đề số 6 ha của phần ôn tập CF nha. Chủ đề số 6 thì mình quản lý tập tin thư mục ha. Thì chúng ta nhớ là tạo thư mục thì mình có cái chữ là new folder nè ha. Thư mục thường có màu vàng đúng không? Hoặc là chúng ta nhấn phải chuột, chúng ta chọn new folder ha. Đó. Đổi tên là phím tắt F2 ha, còn cái mục lệnh là rename nhé, là đổi tên. Di chuyển thì chúng ta cut rồi chúng ta paste nha. Rồi nhớ phím tắt của cái cut là Ctrl X ha, còn paste dán ra là Ctrl V. Được chưa nào? Đó, đây ha, Ctrl X, Ctrl V. Sao chép là copy paste ha, tụi con nhớ trật tự nha. À, nhớ cái trình tự hay hỏi trật tự lắm á, mình nhớ đấy ha. Trật tự là gì? Nhấn phải lên cái mình tập tin hay thư mục mình cần sao chép rồi copy. Rồi đến cái vị trí muốn chuyển đến ha, muốn sao chép đến là nhấn phải chọn paste nha, cái trật tự mình phải nhớ nha. Đó. Rồi, phím tắt của nó là Ctrl C là copy, dán là Ctrl V nhé. Xóa thì chúng ta sẽ nhấn phím delete hoặc là nhấn cái công cụ delete ha, đó, rồi yes. Đó thì đó là một số thao tác cơ bản ha. Rồi, thì cái phần này thì nó hay thực hành nè. Đó thì thầy sẽ làm mẫu tụi con luôn ha. Ví dụ đi thi thì yêu cầu mình tạo thư mục trên màn hình desktop thì chúng ta nhấn phải lên đây nè, ha, desktop ở chỗ màu xanh này, new nè, folder. Đó, tạo thư mục là họ tên của học sinh đi chẳng hạn ha, thì mình đánh vào thì yêu cầu tên gì mình đánh tên đó thôi ha. Rồi, để tạo một cái tệp tin ở trên màn hình desktop luôn thì mình nhấn phải nè, mình new nè. Đó, ví dụ tệp tin của Word đi, mình chọn Microsoft Word nè. Đó, ví dụ đề bài đặt tên là team docx chẳng hạn vậy ha. Đó. Rồi bây giờ muốn sao chép cái tập tin này vào trong thư mục này ha thì tụi con sẽ nhấn phải nè. Tụi con chọn copy nè, đúng không? Có đủ hết các lệnh nè, đúng không? Copy. Nhấn hai cái vào thư mục này ha, rồi mình nhấn phải mình paste ra, mình dán ở đây thì nó sao chép ở đây ha. Đó. Ở ngoài nó vẫn còn, được chưa? Đó, sao chép tức là nó sao chép thêm bản sao nữa, bản gốc vẫn còn nha. Tụi con nhớ như vậy ha. Rồi, để chọn các cái tập tin hay là thư mục liên tục á, thì mình nhấn cái đầu mình giữ shift, mình nhấn cái cuối là chọn liên tục, như thế này liên tục. Còn mình chọn nó không liên tục thì mình giữ control, ví dụ mình chọn cái một cái mình giữ control chọn cái ba thì nó chọn thế này là không liên tục nè. Tụi con thấy nó cắt ra không? Không liên tục là giữ control, còn liên tục là shift nha. Đó. Rồi, xong chủ đề số 6 ha. Chủ đề số 7 thì chúng ta quản lý màn hình ha, thì trên màn desktop nó có một số mục mình cần lưu ý cái giao diện nè. Đấy, chúng ta có nút Start là ngay góc này nè, Windows 7 nè, đây màn hình Windows 7 nè tụi con ha. Thì zoom lớn cho thấy rõ nè. Đó, Windows 7 ha, nút Start đây. Còn Windows 10 thì nằm ngay chỗ này nha, giống như là cái máy của thầy đây nhé. Đó, rồi, thanh tác vụ Taskbar là nó nằm ngang đây nè, dưới đây nè, ở dưới nè, ok ha. Rồi, khay hệ thống cùng đồng hồ ha, thì ngay góc bên tay phải đây. Đó, để mình xem đồng hồ lịch vân vân nè nhé. Rồi hình nền wallpaper ha, các biểu tượng icon ha, socket trên desktop. Rồi tụi con nhấn đây cho xem. Đấy, đây là nền desktop nè, mình đổi nền thì mình sao? Đổi hình nền là nhấn phải, person no line nhớ chưa? Rồi, cái thao tác này mình học trong lớp rất là nhiều rồi ha, là hy vọng tụi con ai cũng còn nhớ hết nha. Rồi những cái này gọi là icon nè, những cái có mũi icon là những cái có mũi tên thì gọi là socket, được chưa? Đó, thì chúng ta làm chủ lại cái giao diện nha. Rồi ở đây thì chúng ta có cái phần là xem thông tin của máy ha. Thì để xem thông tin máy tính á, tụi con nhấn phải lên cái DPC nè. Windows 7 nó cái chữ này là My Computer, còn Windows 10 là DPC ha. Tụi con nhấn phải, tụi con chọn Property nha. Thì mình sẽ xem nhanh được cái thông tin máy tính của mình. Đó ví dụ của máy của thầy Long đây là CPU là i3 nè, 7001, tốc độ là 3.9 GHz, bộ nhớ RAM là 8 GB đúng không? Hệ điều hành 64 bit nè, sử dụng Windows 10 Pro chẳng hạn vậy. Đấy thì tụi con xem những cái thông tin cơ bản cần thiết như vậy thôi nhé. Rồi, chúng ta xong được chủ đề số 7 luôn ha. Chúng ta qua chủ đề số 8 nè. Các ứng dụng có sẵn Windows. Khi mình nói các ứng dụng có sẵn Windows là những ứng dụng mà khi mình cài Windows nó có sẵn luôn rồi. Chủ yếu là tụi con sẽ vô cái accessory ha. Ví dụ như là calculator là máy tính nè, Windows Media là nghe nhạc xem phim nè ha. Rồi Disk Management là sắp xếp đĩa nè ha. Đó, Nipping Tool là cắt màn hình nè, đúng không? Cắt hình vân vân. Đó, thì tụi con xem như vậy ha. Rồi, mô tả cái thanh này, cái thanh nghe nhạc xem phim nè, chương trình ha, mình có nút là nút số 1 là nút stop là dừng lại ha, nút 2 là play là để hát, để chơi để hát. Số 3 là để tắt mở loa, số 4 là điều chỉnh
âm lượng cái volume lớn nhỏ tụi con ha. Đó. Rồi chốt lại một số cái công cụ thông dụng như là sound recorder là ghi âm nè. À, trên desktop thì chúng ta có cái keynote là ghi chú nè ha, magnify là phóng to màn hình, on ring keyboard là bàn phím ảo ha, disk lineup là dọn dẹp rác, dọn dẹp rác của ổ cứng con ha. Đó, một số cái như vậy nhé. Rồi, chủ đề số 9 là chủ đề quan trọng nè, đi thi hay hỏi lắm ha, cho tụi con xem là cho kỹ nha. Chủ đề số 9 là chủ đề chăm sóc máy tính. Ok ha, đó. Chăm sóc máy tính ha, thì trong cái phần chăm sóc máy tính này chúng ta sẽ lưu ý là máy tính, trước tiên mình nhớ lại mình học là gì, các thiết bị cấu tạo máy tính gọi là phần cứng và nó là thiết bị điện tử tinh vi, cho nên là chúng ta nhớ là phải bảo vệ cẩn thận. Thứ nhất là chúng ta không bao giờ mà dùng nước ha, để mà rửa, dùng xà phòng để rửa hết các thiết bị lên hư hết nha. Đó, thứ nhất không được làm rửa. Thứ hai nữa là mình phải giữ cẩn thận, không được làm rơi rớt nó bể nó hư ngay ha. Mà máy tính nó đắt tiền lắm đó, tụi con xài phải cẩn thận nhé. Đó, chứ hư là tốn tiền nha tụi con. Rồi, khi mình học hành á, mình đừng có để đồ ăn gần máy, nhất là những bạn sử dụng laptop. Mình để nước hay là đồ ăn gần máy, mình đổ một cái, nó vô cái bàn phím, mà dưới bàn phím là gì tụi con biết không? Toàn là mạch điện tử không, là nó hư cái máy của mình nhé. Đó, cái máy nhiều khi ba mẹ mua cho mình nó mười mấy, 20 triệu, đắt tiền nha tụi con. Cho nên mình giữ gìn cẩn thận để mình xài được bền lâu nha. Rồi, tiếp theo nữa là điện, nó có điện cho nên là chúng ta không tự ý mà cắm ha thiết bị. Cần cái gì thì nhờ ba mẹ, nhờ người lớn ha, anh chị, nhờ thầy cô, rồi mai mốt lớn hơn đã để hệ cắm nha. Mình cắm mà chạm điện mới công giật điện nha, nguy hiểm nha. Rồi không tự ý ha, tháo gỡ vân vân. Đấy. Rồi và trong quá trình mình sử dụng máy là máy nó tỏa ra nhiệt á, thì xung quanh máy mình để nó thông thoáng chứ mình đừng có trùm mền hay lại nó nóng nó cũng hư máy tụi con nha. Rồi, con chuột quang nó có cái đèn đó, nó sáng là chuyện bình thường, vấn đề trơn á nha. Rồi, đó là về phần cứng, tụi con nhớ như vậy ha. Nếu máy chúng ta nó dơ á, thì chúng ta sẽ dùng vải mềm hoặc là khăn giấy mềm để chúng ta lau sạch bụi. Hoặc là chúng ta dùng những cái thiết bị gọi là, tôi dùng là máy thổi khí nén á, mấy cái đồ mà mấy ông thợ hay dùng bóp xịt thổi đó. Nó gần gần giống hút bụi á, nhưng nó nhỏ hơn thôi. Để hút bụi ha, để thổi sạch sẽ. Đó, dùng giấy hoặc là khăn để mà chúng ta lau sạch sẽ bụi nha tụi con. Đó. Còn nếu mà dùng khăn ướt thì phải dắt thiệt là ráo nước, hết nước luôn thì chúng ta mới lau, chứ tụi con mà để nước nó tông tông nó chảy vô hư máy đó nha. Rồi, đó là bảo vệ phần cứng. Rồi, về phần mềm á thì mỗi phần mềm á là nó có cái gọi là những cái bảng vá ha, là tôi gọi là batch ha, gọi là server batch, bảng vá lỗi hệ điều hành đó. 3 tháng, 6 tháng rồi ra một cái bảng vá lỗi để mình cập nhật cái mới nha. Rồi, đây tóm lại chúng ta nhớ những cái việc nên làm và không nên làm nhé. Đó, nên làm hay là không nên làm ha. Việc thứ nhất, dùng xà phòng để rửa, cái này là không nên, được chưa, tuyệt đối không nên dùng. Sử dụng vải mềm khô sạch để lau, cái này nên. Đó, tắt nguồn, tắt máy bằng cách nó nguồn, cái này không nên ha. Tắt máy tính đúng cách là gì, chúng ta phải tắt những cái ứng dụng đang mở cái đã, sau đó mình nhấn nút nè, mình nhấn cái lệnh là start nè, power, sit down đó, tắt máy đúng cách như vậy, chứ không phải tắt máy mà nhấn nút nguồn là sai nha. Rồi, như là không nên làm ha, đập mạnh vào màn hình rồi đập nó hư luôn không nên làm, được chưa. Khởi động các thiết bị ngoại vi trước khi khởi động máy tính, cái này đúng, cái này nên làm nha. Ok chưa, rồi chốt lại cho nhớ. Bạn nào mà nghe không kịp á, tụi con dừng video lại, nghe chưa, dừng video lại rồi chúng ta nghe đi nghe lại, mở lại cho nó nhớ nha. Rồi chốt lại nè, chúng ta có một số thuật ngữ nè. Firmware là cái phần mềm đặc biệt nhỏ ha, để điều khiển thiết bị điện tử ha. Khi hệ điều hành ra phiên bản mới thì chúng ta phải cài, cái này là nhà sản xuất điện tử người ta cài sẵn vô rồi nhé. Còn driver là gì, là cái trình điều khiển thiết bị ha, chúng ta cần cài vào để hệ điều hành nó nhận diện, nó giao tiếp với thiết bị chúng ta mới xài được ha. Driver hay là trình điều khiển thiết bị nha nó là một cái phần mềm. Khi mà nhà sản xuất người ta sản xuất, ví dụ như là ba mẹ tụi con mua cái máy in đi, thì người ta bán máy in là phần cứng, nó kèm một cái đĩa driver theo, đĩa CD driver, đó là phần mềm. Và mình dùng cái đĩa đó để mình cài vô trong máy tính của mình để cho cái hệ điều hành nó nhận diện được cái máy in đó thì mình mới xài được. Đó, tụi con hiểu như vậy đó nha. Ok ha. Rồi, đấy là như vậy là mình đi qua là chín cái chủ đề về kiến thức ha. Bây giờ cái chủ đề 10 là chủ đề là thi, đúng không? Đấy thì tụi con nhớ là cái bài thi của chúng ta nó có 3 bài CFK và LO ha. Thì trong video này thầy trò mình tập trung nói cái phần CF, tức là máy tính căn bản. Đó, thì những kiến thức mà tụi con cần nhớ là về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và sử dụng hệ điều hành nhé.
khi đi thi thật thì cái phần máy tính căn bản là phần CF mình làm 30 câu 50 phút. Điểm đạt là phải lớn bằng 700 ha, điểm thủ khoa là 1000 nha tụi con ha. Thì vào vòng thi á, cái điều quan trọng nhất là bình tĩnh tụi con ha. Tụi con cứ hít hít thở, hít sâu vào, thở từ từ ra cho thật là bình tĩnh ha. Có thể mang chai nước uống cho thoải mái. Rồi xong mình theo thầy cô hướng dẫn. Trong phòng thi có thầy cô giám thị nha. Cũng nhớ luôn là nếu trường hợp mà tụi con ngồi mà con chuột nó không đi được hay bàn phím không đánh được, tụi con phải giơ tay lên nha, tụi con nhờ thầy cô hỗ trợ nha, chứ con chuột không nhấn được mà ngồi im đó là coi như không làm bài được nha tụi con nha. Phải mạnh dạn lên, nếu máy tính mình không hoạt động tốt thì mình phải giơ tay nhờ thầy cô giám thị hỗ trợ ngay nha. Rồi còn sau đó thì chúng ta cứ bình tĩnh làm thôi, đọc kỹ và chọn đáp án tốt nhất. 30 câu 50 phút á, là nếu mà mình ôn bài kỹ là mình làm dư thời gian đấy, cho nên tụi con đừng có lo nha, dư thời gian. Cho nên là cứ từ từ mà làm, đừng có gấp nha. Nhiều bạn làm nhanh quá, đọc không kỹ đề nha. Nên khuyến khích tụi con cứ bình tĩnh. Rồi chúng ta nhớ bài thi á, nó gồm có 30 câu như trên ha, thời gian làm bài 50 phút và nó có 3 dạng câu hỏi. Đó thì thầy cũng cho tụi con xem luôn ha. Đó nó có 3 dạng. Câu hỏi dạng thứ nhất là câu hỏi trắc nghiệm nè ha. Theo bạn tùy chọn nào dưới đây là sự hạn chế của việc sử dụng điện thoại thông minh. Đó nó có 4 cái đáp án thế này ha. Tụi con chọn một đáp án rồi nhấn nút tiếp. Tiếng Anh là tiếp nha, làm xong một câu đọc kỹ câu hỏi nè, đọc kỹ đáp án chọn đúng nhất xong là nhấn tiếp nha, được chưa? Đó trong trường hợp tụi con thấy có 2-3 câu đúng thì tụi con cứ chọn nào đúng nhất thôi nha. Rồi giờ làm thử nha. Tùy chọn nên là sự hạn chế của điện thoại thông minh. Đó, điện thoại thông minh là điện thoại ba mẹ em sử dụng đó. Không thể mua hàng trực tuyến, cái này sai, điện thoại mua được ha, không thể truy cập wifi, sai luôn. Này truy cập được mà, không thể lưu tập tin vào USB, có thể xem bộ phim dài. Rồi như vậy đáp án đúng của câu này là này ha. Hạn chế là không sử dụng được USB. Tại điện thoại nó nhỏ mà đâu có cắm USB vô được nha. Flash drive là USB đó tụi con. USB mình xài cho laptop hoặc máy tính đi bàn thôi. Đó, trên câu này tụi con sẽ chọn đáp án là cái này và nhấn nút tiếp một cái. Rồi nó hiện câu tiếp theo cho mình làm. Đó. Thì đây là trắc nghiệm ha. Thì trắc nghiệm tụi con cứ đọc lên, tụi con loại trừ ha. Đó, rồi chọn câu đúng nhất. Rồi, theo bạn tùy chọn nào dưới đây nói về ưu điểm của việc sử dụng máy tính xách tay so với máy tính địa bàn, chọn hai ha. Khi mà ta nói chọn hai là tụi con phải chọn hai đáp án đó. Đây ha, máy tính laptop á, xách tay thì có thể di chuyển dễ dàng nè, không cần phải kết nối nguồn tại vì nó có pin tụi con đó, cho nên chọn hai ưu điểm này, chọn hai cái này là nhấn tiếp nha. Như vậy trắc nghiệm nó có thể có một, nếu không ghi gì là chọn một đáp án duy nhất, tụi con nhớ nha. Còn ta ghi chọn hai thì phải chọn hai đáp án ha, nhớ nha. Ta ghi chọn ba là phải chọn ba đáp án. Rồi, đây cũng là một dạng trắc nghiệm nhưng mà dạng hình ảnh ha. Bạn hãy thực hiện thao tác nhấp vào biểu tượng đại diện như tập tin hình ảnh. Rồi, nhớ lại ha. Excel nè, PowerPoint nè, Word nè, loại trừ hết hình ảnh là cái hoa nè. Nhấn vào cái này một cái, nhấn tiếp. Ok chưa? Rồi, đây là câu hỏi dạng thao tác nè. Ha. Thì cái thao tác nó ít lắm tụi con, chủ yếu là trắc nghiệm như trên thôi ha. Bạn hãy sử dụng Linktree để mở tài khoản Tilden. Đó thì khi mình đi thi này, cái tài khoản Tilden này nè, thì mình chỉ nhấp chuột vào cái ô màu trắng này, đánh cái chữ Linktree. Tụi con nhớ là cái chữ B phở viết hoa, còn là viết chữ thường nha, tổng cộng là 5 ký tự. Thế là mình nhấn đúng cái chữ đó vô, nhấn mũi tên ha, hoặc là Enter là nó vô thôi. Đó là câu thực hành đấy nha. Nó dễ lắm, không có khó tụi con nha. Nó phù hợp với lứa tuổi lớp 3 4 5 mà, tụi con đừng có nghĩ cao siêu quá nha. Làm đúng với lứa tuổi. Rồi, đây là cái dạng câu hỏi thứ hai, thứ ba là câu hỏi ghép hình nhé. Bạn hãy sắp xếp các máy tính vào thiết bị thích hợp. Đọc lên này, headphone này, display nè. Headphone tụi con biết rồi nè, display là màn hình đó, mouse là con chuột. Cổng Vega, cổng RCA, USB. Thì khi mình đọc lên nếu như cái câu nữa mà tụi con không biết thì tụi con cứ làm cái câu biết trước đi. Đó, thầy chỉ ví dụ nè, mouse là cổng USB, như vậy là tụi con sẽ kéo cái chữ mouse tụi con thả vào đây ha. Kéo cái này thả vào đây hoặc là kéo cái này thả vào đây. Đó, thì cái này nối với cái này nhé. Display là nối với Vega nè, display nối với màn hình nha, kéo thả vào đây. Thì còn được hai cái, cái còn lại chắc chắn là RCA rồi. Và headphone là RCA. Nhớ chưa? Đấy. Rồi, đó là ba cái dạng hết rồi tụi con ha, hết rồi đó ha. Đây là chứng chỉ ha, đó. Rồi khi nào mình tích lũy đủ cái ba cái là mình đạt chứng chỉ thôi. Như vậy thì nhắc lại bài thi là có 30 câu, 50 phút được chưa? Có 3 dạng câu hỏi ha, đó là gì? Trắc nghiệm ha. Thực hành thao tác và xếp hình, đó, 3 dạng như vậy thôi. Ok chưa? Rồi, chúc tụi con ôn bài thật là kỹ và thi thật là tốt nha. Rồi thì cái video này thầy làm xong cái phần xếp rồi đó, rồi thầy sẽ làm tiếp cái phần K và LO cho tụi con xem ôn kỹ nha. Ngoài việc mình ôn trong sách thì mình luyện thêm cái công cụ Gmetrix nữa thì tuyệt vời, hai cái đó cộng lại là tụi con sẵn sàng cho kỳ thi nha.
Rồi, chúc tụi con thi tốt nha. Hẹn gặp lại các video tiếp theo.